Anh đi vài năm nữa anh về, anh sẽ qua xin ba má cho anh được cưới em. Có những cuộc hôn nhân đôi lứa đến với nhau do yêu thương tự nguyện, nhưng cũng có những cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp xếp mà thành đôi. Tôi luôn nghĩ mình là người bất hạnh khi vì hoàn cảnh gia đình mà phải từ bỏ mối tình thơ mộng, từ bỏ những lời hứa hẹn năm nào để lấy một người chồng mình không hề yêu thương. Anh lên công ty họp cổ đông, rồi trưa anh đón con về ăn cơm với em. Dạ. Ê, hình như ông Trọng mới lấy vợ ha? Trời ơi, chắc là ham tiền mới lấy chồng một đời vợ có con lớn vậy rồi. Chứ con gái nhà lành ai thèm. Ôi, cái kiểu này chừng vài tháng chắc nó ôm tiền đi hết á. Mà cũng dễ gì. Ông Trọng á, đầu sạn mà, lấy vợ về chăm con riêng cho ổng, rồi làm ô sin cho cái nhà mấy tầng của ổng, cũng đủ hoàn tiền hồi môn rồi. Vậy cũng đâu có lời lãi gì đâu ta. Chồng tôi lớn hơn tôi nhiều tuổi, là chủ một xí nghiệp, mất vợ nhiều năm, sống với con gái. Anh hiền lành, chăm chỉ. Để chị dễ cho. Má lại xưng chị nữa kìa ba. Má quên cũng đừng có cười. Với tôi, anh như một chú khó gần mà tôi từng biết. Ôi, cái kiểu này chừng vài tháng chắc nó ôm tiền đi hết á. Mà cũng dễ gì. Ông Trọng á, đầu sạn mà, lấy vợ về chăm con riêng cho ổng, rồi làm ô sin cho cái nhà mấy tầng của ổng, cũng đủ hoàn tiền hồi môn rồi. Vậy cũng đâu có lời lãi gì đâu ta. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ thà lấy chồng nghèo mà xứng lứa vừa đôi. Chắc vì người chồng giàu có này coi mình là vợ. Biết đâu anh ta cũng lo tôi sẽ ôm tiền của đi mất như miệng lưỡi người đời nói. Biết đâu anh ta coi tôi như người giúp việc không lương. Chỉ nghĩ vậy thôi, lòng tôi đau đớn biết bao nhiêu. Khoảng cách giữa tôi và anh khó thể ngắn lại. Lâu rồi em không về thăm ba má. Hay là chiều mai em về thăm đi. Dạ. Anh có món quà này tặng em nè. Em xem thử có thích không. Anh xin lỗi. Alo, để tôi gửi hợp đồng qua mail liền.
Anh ta đang trả công cho mình đây mà. Con phải biết thương chồng con, đừng có mà giữ cái gương mặt đăm đăm mà khó coi như vậy. Con sống đúng nghĩa vợ chồng với ảnh để báo đáp cái ơn mà hồi đó anh đã giúp ba má. Như vậy là đủ rồi. Con sống trong nhà người ta mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới cái thằng khác hết. Như vậy mà con nói là con trả ơn hay sao? Còn thằng Kỳ, nếu nó yêu con thì nó đã về lấy con lâu rồi. Nhưng chưa chắc gì chồng con thương con, tin tưởng con đâu. Có thể anh lấy con chỉ vì muốn có một người đàn bà chăm sóc con cái, nhà cửa thôi. Bay nghĩ xấu về thằng Trọng như vậy là ác lắm đó. Đây nè, con thấy không? Thuốc này á, là nó vừa mang qua đây cho ba má rồi nó đi về đó. Nó mới qua đây nè, con có biết không? Hàng tuần nó đều mang thuốc, mang đồ ăn thức uống bồi dưỡng cho ba con. Mà nó đâu có nói với con đâu. Nó thương con thật lòng mới lo cho ba má như vậy đó. Thì anh trả con cái công mà con đã làm vợ ảnh thôi mà. Rồi đây bay sẽ hiểu nó. Hoa ơi, em ngủ chưa? Anh có chuyện này muốn hỏi em. Dạ, có chuyện gì vậy anh? Anh định nói với em lâu rồi, nhưng mà anh sợ em áp lực. Anh muốn nhờ em trông coi sổ sách gia đình và giữ giùm anh chìa khóa này. Nhưng mà sao em giữ được? Cái này của anh. Nhưng mà cái gì? Của chồng công vợ. Em giúp anh là giúp gia đình này rồi, có gì đâu mà không dám. Thôi em mệt thì em ngủ đi. Thì ra má tôi nói đúng. Tôi luôn nghĩ xấu về chồng mà không thấy những gì anh đang làm cho tôi là thật lòng. Tôi thấy mình thật cố chấp khi luôn chối bỏ tình cảm của chồng. Anh ấy biết tôi không thương, nhưng không hề ép uổng mà đối xử hết sức tế nhị, ân cần. Cứ như mưa dầm thấm đất, dần dà tôi có cái nhìn khác về chồng. Tôi thay đổi từ lúc nào mà bản thân còn không nhận ra. Tôi thả xuống nước, giật kỷ niệm kỳ tận lúc chia tay. Từ giờ, lòng tôi chỉ hướng về một người. Tôi mong kỳ ở nơi xa nào đó, hãy hiểu cho tôi. Tôi cầu mong anh có cuộc sống hạnh phúc. Em thấy trong mình thế nào? Em đỡ rồi. Chắc là
chị bị hành chút thôi. À, trễ rồi, anh lo đi làm đi. Anh nói với em là hôm nay anh có cuộc họp quan trọng mà. Đi đi. Alo, cô Mai hả? Cô thông báo với mọi người rằng hôm nay tôi hủy cuộc họp. Tôi có việc đột xuất. Cô gửi lời xin lỗi giùm tôi. Cảm ơn cô. Anh. Không có gì quan trọng bằng em cả. Em dựa vô đây đi. Em dựa vô đi. Em bớt mệt chưa? Em đỡ nhiều rồi. Em uống nước sữa đi. Nhà có bé Thảo rồi. Chắc là anh muốn em sinh con trai. Không, anh vẫn thích con gái hơn. Sao vậy? Bí mật. Con này giống y chang như em à. Đúng là con gái như anh mong ước. Bây giờ thì anh yên tâm rồi. Anh cũng đã lớn tuổi. Mai này anh không còn bên cạnh em nữa. Có cô con chúa này chăm sóc cho em thật tốt quá. Sao lúc nào anh cũng chỉ nghĩ cho em? Vì anh thương em. Mới sanh không được khóc đâu. Tôi xin lỗi anh. Vì anh thương tôi thật tình như vậy mà tôi từng lạnh lùng, xa cách. Tôi đã đối với anh như đối với một người dưng mà tôi phải trả món nợ tiền bạc, chứ không nghĩ tới tình thương mà anh đã dành cho tôi. Giờ đây tôi đã nhận ra, thật sự trong lòng tôi chỉ có mình anh. Nhờ anh tôi mới biết trên đời này có một thứ tình cảm thật đẹp, tình nghĩa vợ chồng. Sau 3 tháng dài gian nan đàm phán với đối tác, tôi vừa thành công ở bước đầu để hôm nay chính thức đi ký hợp đồng. Một hợp đồng hàng chục tỷ tôi từng mơ ước, và tôi đang trên con đường dẫn tới mơ ước đó. Anh nghe nè. Anh tới chưa? À, sắp tới rồi. Tới khách sạn gọi điện cho em nha. Rồi, biết rồi. Tôi không muốn có sơ suất gì, nên từ thị xã đang sống, tôi đã chạy lên thành phố từ sớm chiều. Tôi sẽ thuê khách sạn nghỉ ngơi để hôm sau sẽ tỉnh táo sảng khoái khi làm việc với đối tác. Với tôi, đây là hợp đồng vô cùng quan trọng. Máu hả?
Khi quay xe lại, đầu óc tôi hết sức căng thẳng, hồi hộp. Tôi đã lái xe tông phải ai rồi sao? Thật vô lý. Tôi tin mình không gây ra tai nạn, nhưng tại sao xe tôi lại có vết máu? Tôi phải tìm cho ra để không có gì ân hận. Cho hỏi anh có phải là người nhà của đứa bé mới vào không ạ? À cô ơi, tôi đưa bé vào chứ không phải là người nhà. Tình hình đứa bé rất là nguy hiểm, cần phải phẫu thuật ngay. Nếu anh chịu ký giấy và đóng viện phí thì bệnh viện mới tiến hành được. Tôi sẽ làm mọi thứ để cứu đứa bé. Không chỉ vậy, cần phải có người túc trực bên ngoài phòng mổ để xem diễn biến tình hình ra sao, còn phối hợp kịp thời với bệnh viện nữa. Mọi chuyện là vậy đó, anh không thể bỏ mặc con bé được. Anh cứ nghỉ ngơi đi, mai còn ký hợp đồng nữa. Con bé qua cơn nguy hiểm rồi nhưng mà vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói là phải có người ở bên cạnh con bé túc trực 24 tiếng nữa để xem tình hình thế nào. Thực sự là anh không thể bỏ rơi con bé. Anh cứu người như vậy là được rồi, mình còn công việc nữa. Thôi được rồi, em ngủ đi. Anh cũng ngả lưng xíu đây. Dạ, đây là bản tường trình của tôi. Đây chỉ là lời khai của anh, chúng tôi cần điều tra và kiểm chứng lại. Tôi không hề đụng con bé. Vấn đề là người nhà con bé vẫn chưa đến, cho nên là trong lúc này anh không được rời khỏi bệnh viện. Cảm ơn anh. À, dạ anh ơi, dạ tại em có chút việc á, cho nên em tới trễ, anh thông cảm chút nghe. Chúng tôi không có nhiều thời gian, một mình cũng là đủ. Dạ. Tôi là ba mẹ của bé Xuân. Dạ, hôm qua tôi thấy bé nằm ở bên đường, cho nên tôi chở vào đây. Bác sĩ nói là bé qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà không biết khi nào mới tỉnh lại. Dạ, tiền mổ với tiền viện phí á, tôi đóng rồi. Anh chị chăm sóc cho bé nha. Tôi có việc phải đi. Anh ơi. Tôi cảm ơn anh đã đưa con tôi vô bệnh viện. Nhưng mà tại sao con tôi lại xảy ra tai nạn vậy? Tôi chỉ đưa bé vào thôi, chứ tôi không có biết. Dạ, tôi xin phép. Anh ơi. Tại hồi nãy công an có gọi cho vợ chồng tôi, nói là trên bánh xe con có vết máu. Nhưng mà tôi không phải là người gây tai nạn cho bé. Nhưng mà anh cũng phải thông cảm giùm tôi cái. Anh vui lòng ở lại đi, để khi nào mà con tôi tỉnh dậy đó, thật hư như thế nào á, rồi tính tiếp. Em gọi đi. Em đi đường xa vậy có mệt lắm không? Em không sao. Anh tính ở đây tới khi nào? Tới khi nào mà con bé tỉnh lại? Tỉnh ngay Lý Giang. Anh không làm mà phải chịu đựng như vậy, nên ba mẹ con bé mới nghĩ anh là người gây tai nạn. Người ta nói anh dại quá. Tốn cả 100 triệu tiền viện phí rồi đó. Nhưng mà nhà bé nghèo lắm, mình giúp được gì thì mình giúp. Đã cứu người á thì cứu cho trót. Anh nói thiệt nha, lúc này mà anh bỏ về á
Thật sự là anh không yên tâm lắm. Em à, con bé bằng tuổi Meka nhà mình đó, em nghĩ coi, nếu như con mình bị như vậy không ai giúp thì sao? Anh đừng có nói gỡ vậy. Nói tóm lại là anh không mân hận những gì mình đang làm. Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ mà. Nhiều người nói tôi là dại khi làm ơn mắc quay, là điên khi để dục mất hợp đồng lớn vì lo cho một đứa bé không quen biết. Tôi chỉ ngậm những lời chê cười của thiên hạ mà không trách. Họ không phải là tôi, họ sẽ có cách hành xử của họ khi gặp chuyện như thế. Riêng với tôi, cứu một mạng người là quan trọng hơn tất cả. Sư ơi, con mở mắt ra nhìn mẹ đi Sư. Con dậy đi, con dậy nói chuyện với mẹ đi Sư. Hôm nay nữa là 21 ngày, bé Su Su vẫn còn hôn mê. Niềm hy vọng của bé tỉnh lại đã chơi dần trong tôi. Tôi không hiểu người đã gây ra tai nạn sao vô lương tâm bỏ mặc con bé như vậy. Nếu họ kịp thời cấp cứu, biết đâu con bé đã khác. Giờ mỗi lúc ngồi một mình trong bệnh viện, tôi chỉ biết cầu nguyện cho con bé sớm bình phục. Su ơi, hôm nay là ngày sinh nhật của con đó. Con tỉnh lại đi, con khỏe lại đi Su, cố gắng lên. Ba có mua quà cho con nè. Chứ mà con cứ nằm như vậy hoài, ba mẹ cũng không có thiết sống nữa. Nghỉ chơi với bạn bè đi con. Nhìn con như vậy hoài, mẹ đau lắm. Con có biết không Su? Vậy là tốt quá rồi. Con bé tỉnh lại, giờ tôi không gì mừng vui hơn. Nhưng rồi tôi lại lo lắng. Tôi lo nó không nhớ chuyện gì đã xảy ra với nó. Tôi lo nó cũng nghĩ tôi là người gây ra tai nạn này. Nếu mà như vậy, tôi phải mang tiếng oan là gây tai nạn nhưng không chịu nhận tội rồi. Cũng cả tháng nay con chưa ra ngoài hả ba? Đúng rồi đó. Cũng may mà nhờ trời Phật còn thương con gái của ba. Dạ, chào anh. Dạ, chào anh. Con chào chú. Su ơi, con có nhớ tại sao mà con vô bệnh viện không con? Ba, con nhớ rồi. Con bị một chiếc mô tô đụng. Con bị xe mô tô đụng? Dạ. Lúc con đạp xe từ nhà nội về, con còn nhớ chiếc xe đó màu đỏ. Họ đụng con rồi chạy đi luôn. Con té không có ngồi dậy nổi. Con chỉ nhớ vậy thôi à. À, thật sự là tôi xin lỗi anh rất là nhiều. Từ trước tới giờ tôi luôn trách lầm anh rồi. Bữa đó
mà không có anh á, chắc con của tôi cũng không qua khỏi đâu. Con cảm ơn chú đã cứu con. Chúc mừng chị con đã khỏe lại. Nhiều người hỏi tôi tại sao lại kiên nhẫn chịu đựng sự trách móc, nghi ngờ Quang từ việc mình không gây ra như vậy. Tôi đã trả lời. Lúc đó tôi nghĩ, nếu mình không quay lại kiểm tra, thì cả đời này tôi không thấy thoải mái. Nếu tôi không ở cạnh con bé tới lúc nó tỉnh lại, thì tôi không an tâm. Tôi làm như vậy theo sự mách bảo của trái tim, và tôi chưa từng hối hận. Tôi 17 tuổi. Tôi đã không chịu được khi bạn bè khinh thường tôi là con của một kẻ buôn lậu, một kẻ tù tội, một kẻ nát rượu và hay kiếm chuyện với vợ con. Nên tôi đã bỏ nhà ra đi với mong muốn là kiếm thật nhiều tiền nuôi má của tôi. Hiếu! Con đừng đi mà Hiếu! Con sống ở đây á, con chịu cái cảnh này quá đủ rồi. Con không muốn mang nhục với bạn bè của con đâu má. Con đi, con bỏ má sao Hiếu? Con đi con kiếm tiền, con lo cho má. Má không cần đâu con. Thôi, bạn con nó tới rồi, má ở nhà đi, con đi ngay. Về đây với má Hiếu ơi. Thấm thoát, tôi đã rời nhà được 5 năm mà không một lần quay về. Dù tháng nào tôi cũng gửi tiền cho má đúng như lời hứa lúc tôi ra đi. À, nè, ăn mớ đồ ăn lại giùm chị Nga nghe. Trời ơi, tháng nào chị Nga cũng cho tụi con hết, tụi con ngại quá. Có gì đâu mà ngại, hai đứa đi làm hồ nặng nhọc, ăn uống không đủ chất thì làm sao mà làm nổi hả con? Dạ, con cảm ơn dì. Ông vậy uống miếng nước nha ông. Rồi. Ông chờ tôi một xíu. Xong nghe điện thoại đi mày. Không có chuyện gì đâu. Má tao có hỏi tao á thì kêu là tao không có ở đây. Nghĩa con, chắc thằng Hiếu có đó hả con? Con nhắn giùm với nó là bà nó chắc không qua khỏi, con kêu nó về gặp mặt ổng lên cuối với con. Có chuyện gì hả? Thằng Nghĩa nó nói với dì á, má con điện thoại lên báo là ba con bệnh nặng lắm rồi. Về nhà ngay đi con. Chuyện này để con tính lại với dì. Còn tính cái gì nữa, là ba con sắp mất đó. Đối với con, ông mất từ lâu. Sao con lại nói vậy? Tất cả là ta chết thèo này nè. Cô chủ nhiệm nó nói với tôi nè, nó chôn học mấy bữa nay rồi đó. Hiếu!
Mày nói ba nghe coi. Con không có trốn học, mà là con bỏ học đó. Mày mới nói gì vậy? Con nói là con không có trốn học, mà là con bỏ học. Vậy thì lý do. Ba nghĩ đi. Đi vô lớp á, bị chúng bài nó nói á là con của thằng tu, con của thằng buôn lậu. Ba nghĩ đi, ba học được không? Thằng yêu. Buôn lậu, tu tội. Vậy là mày biết cái lý do đó là do ai không? Tất cả là do mẹ con mày đó. Thôi, ông xui đi mà, thôi. Ba nói gì má con hả? Con sẽ tự đi kiếm tiền lo cho má. Thôi vậy. Thôi đi ông. Ba chỉ giỏi đập đồ thôi hả? Thôi. Tôi sao không con? Trời. Trời ơi má. Trời ơi. Ông ơi. Chết con tôi rồi. Tiếu ơi. Trời ơi. Con ơi. Con chưa bao giờ quên những việc mà ông đã gây ra cho con. Nếu như con có quên thì vết sẹo này sẽ luôn nhắc cho con nhớ. Ba con lúc nào cũng thương con lắm. Ông đâu có muốn vậy đâu. Sao dì biết? Dì biết ba con mà. Anh ơi, anh tìm tấm ảnh đúng không? Đây nè. May quá, cảm ơn chị. Tấm ảnh đây mà bay mất, chắc tôi mất con. À, chị ơi, chị xem giùm. Chị có thấy thằng nhóc là trong hình đó có quen không chị? Chị có gặp nó lần nào không chị? Đây là thằng Hiếu chứ ai nữa. Nó ở trọ nhà tôi á. Con tôi đó. Ba con đã kể cho dì nghe hết mọi chuyện rồi. Nhưng mà ông không muốn gặp mặt con. Ông ấy rất ân hận về những chuyện đã xảy ra với con. Tôi cũng không tiện gặp nó đâu. Chị ơi. Chị cầm giúp tôi số tiền này nha. Chị cầm thêm nha chị. Có gì chị mua thêm đồ ăn cho nó. Đi làm cực khổ, tôi sợ nó không đủ đảm bảo sức khỏe. Chị giúp giùm tôi nha chị. Về nhà với ba đi con, để khỏi phải ân hận suốt đời. Dù thế nào đi nữa thì giữa hai người mãi mãi vẫn là cha con mà. Tao nghe dì Nga nói á, là ba mẹ dưới quê á, ổng giá từng chiếc xe vậy đó. Xong rồi đem tiền gửi lên cho dì Nga mua đồ ăn cho tụi mình đó mày. Sao cú té từ trên cao xuống và bị chấn thương đầu. Mắt ba tôi mờ dần đi và không còn làm tài xế lái xe được nữa. Một lần tôi bị bệnh, cần tiền, nên ông đã liều mạng những chuyến hàng lậu cho người ta. Và đã bị bắt ngồi tù. Rồi khi ra tù, ông buồn nên hay uống rượu. Rượu vào thì nhiều khi cự nựng với má của tôi, làm cho tôi rất ghét. Vậy mà bấy lâu nay tôi cố tình quên đi lý do vì sao ông phải buông lỏng. Tôi mới là một đứa bất hiếu, tôi mới là một đứa đáng trách, chứ đâu phải là ba của tôi. Dừng lại. Dạ, alo, con nghe má. Hiếu ơi, nói chuyện với ba con này con. Ông.
Ba ơi, ba chờ con nha ba. Ba, xin thôi, con ba, ông ơi, ba, ba chờ con nha ba. Ông ơi, ba. Ông ơi, giọng bỏ má chồng tôi, ông ơi. Ba đã không đủ sức chờ đợi tôi đến lúc tôi về nhà. Ba đi để lại trong tôi sự hối hận tận cùng. Nhiều ngày tháng sau đó, tôi đã không ngừng tự trách mình. Tôi phải là người nói lời xin lỗi và cầu xin ba tha thứ mới đúng. Má coi ngày tốt á, con rước ba lên thờ, rồi má lên má ở với con luôn nha má. Ông ơi, nãy giờ chắc ông nghe con nó nói rồi ha. Ông biết đâu, phù hộ cho má con tôi nghe không? Trên trời cao, tôi biết ba luôn bao dung với tôi, tha thứ cho tôi. Nhưng trong tim của tôi, nỗi đau vẫn còn đầy. Vì tôi không thể tha thứ cho chính mình. Vợ chồng là nhân duyên trời định, và chỉ người trong cuộc mới có thể cảm nhận được những đắng cay hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mà họ trải qua. Hơn 30 năm qua, cùng nếm trải hết mọi buồn vui, tới nay vợ chồng tôi cũng chỉ có một ước mong là được tiếp tục sống bên cạnh như vậy, không chỉ để cùng chăm sóc nhau những ngày còn lại, mà còn để lòng thấy an yên mỗi khi đi ra đi vào. Người này còn thấy được người kia, dương liên thiên quen, để bộ một trong hai người không phải chịu này. Ôi trời, nay mê cây rớt nón không hay luôn. Công nhận cái kéo này nó bén ha, đáng đồng tiền bát gạo nha bà. Nhìn là biết quên mua chậu bông cho tôi rồi phải không? Đi chết, xin lỗi bà nha, đầu óc tôi cỡ này sao mà quên trước quên sau. Quên mua chậu bông cho bà rồi. Gọt mướp cho bà ha. Rồi gọt đi. Con trai mình gọi nè bà. Rồi nghe đi. Alo, ba nghe nè. Dạ alo, có má đâu không bà? Má mày lúc nào cũng kế cận bên ba hết á. Dạ à, dạ con sắp sinh rồi ba, con muốn rước má lên bù vợ cho bữa. Thì má bay cũng lớn tuổi rồi đó, sao à, tụi bay à, không à, thuê người? Dạ thì con sẽ thuê người, nhưng trước mắt tụi con cần có má, thì má có chuyện chuyện này mà ba. À, biết rồi, để à, ba bàn với má con sao nha. Dạ, ba tranh thủ bàn với má đi,
Giờ bà tính sao bà? Chắc con nó cũng bí dữ lắm, nó mới nhờ tới mình á. Bỏ mặt nó làm sao được? Có cháu thì cũng mực thiệt, nhưng mà chăm con nít thì cực khổ lắm đó nha. Tôi lo cho sức khỏe của bà thôi đó, huyết áp đang cao đó. Tôi chịu được, không sao đâu. Nhưng mà lo cho ông kìa. Không có tôi ở nhà mình có sao không? Bà đi lo bò trắng răng, tôi sao cũng được hết trơn. Có cháu là một buồn vui lớn, là hạnh phúc vô biên của người làm cha mẹ, vợ được lên chức ông bà. Nhưng trong lòng tôi vẫn không ngớt lo lắng khi để vợ một mình lên thành phố chăm cháu. Ở nhà, vợ chồng tôi quên chăm sóc nhau. Người này hay nhắc người kia những việc lắc nhắc mà ai cũng hay quên trước quên sau. Giờ dù biết vợ sống thành con trai chứ không ai xa lạ, sao lòng tôi vẫn lo lắng phân vân. Không có tôi ở nhà thì đừng có ăn cá, ăn thịt thôi, xương không đó. Ăn cá mới ngon, ăn thịt nó sẩm xì, chán lắm bà. Vậy thì chịu khó ăn trứng luộc với trứng chiên đi, vậy thôi cho khỏi mất công. Bà cứ kiếm chuyện với tôi hoài. Bây giờ làm sao? Thì đâu có làm sao đâu, thôi lo ăn cơm đi. Ơi bà ơi bà. Cái gì vậy? Quên nè. Thuốc uống nhớ. Thuốc huyết áp á là sáng một viên, tối một viên. Còn thuốc nhức chân á là sáng một viên, trưa một viên, tối một viên. Nhớ uống cho đúng cự á, sợ bà lên bà lo mê cháu nội. Còn cái thằng Sơn là mê con cái quên hết, không có nhắc nhở gì bà. Rồi có bao nhiêu đó mà tao nói không nhắc, từ tối hôm qua tới giờ nghe riết mệt luôn á. Sợ bà quên nên nhắc gì. Chứ không phải em muốn kiếm chuyện với tôi hả? Kiếm chuyện gì đâu. Thì thôi giờ để tôi đi, để khỏi có người ông kiếm chuyện. Dạ, thưa ba con đi. Nhớ giữ sức khỏe nha ba. Dạ. Vợ đi rồi. Tôi đi ra đi vô, thấy căn nhà trong quơ trong quắc. Nhiều lúc tôi nói xong mới nhớ mình có một mình. Tự nói tự nghe, chứ không có ai để lời qua tiếng lại, rộn ràng dạ thừa. Bà đi rồi, bà cứ gỡ bà còn ở nhà. Thiệt. Ê. Ê chà. Tôi sẽ chăm sóc cây bông này thật kỹ. Khi nào bà vừa về tới là nó vừa kịp đổ bông. Nhìn thứ gì trong nhà, tôi cũng liên tưởng lúc có vợ ở bên cạnh. Rồi ngẫm nghĩ và tự cười một mình. Mời lấy tôi bình trà. Tôi nghe đó bà. Ông đang làm gì đó? Ôi có làm gì đâu, đang ngồi chơi. Sao rồi, cháu nội sao? Ôi cưng lắm ông ơi, nhìn nó phát ghiền luôn á. Cưng quá hả? Nhìn mắt ghiền ha. Vậy bà ở trển luôn đi. Ừ, đâu có được. Mày bỏ mình ông ở nhà cho ai? Mấy bữa nay bà đi, tôi ở nhà tôi tự do, tôi sung sướng lắm. Phải tự do không đó? Ông ở nhà sao á, tôi biết hết nghe. Bà nè, bà khỏe không vậy?
uống thuốc đúng cử không á. Rồi bà có nghe nói mấy đứa nhỏ có mướn được người làm thế bà chưa? Thấy tụi nó đang kiếm mà không có, chắc tôi phải ở lại lâu à. Ba ơi! Ê, ê, trinh sát của bà đang tìm tôi kìa. Chúc tôi gọi lại. Ôi, ôi, ôi! Cái gì đó bay? Hộp dịch bắc thảo, hộp dịch muối, 30 trứng. Ai kêu đem qua? Thím ba kêu con đem qua cho chú nè. Hỏi vậy thôi, chứ biết rồi. Cảm ơn nha. Chú ba thấy chưa, hồi cưới thằng Sơn, con nói có một câu à, mà chú ba cứ nói con vô duyên hoài. Chú nói bay cái gì vô duyên? Chú không nhớ à nha. Con nói á, cưới vợ cho con trai thì mình mất con. Khi mà con trai có con á, thì mình mất vợ. Chú nhớ chưa? Bây giờ ứng nghiệm rồi đó. Ôi, bà đi một vài cái bà gì à? Chứ có đi luôn đâu mà ứng nghiệm. Thôi con về nha. Cảm ơn nha. Ai nói vậy vậy? Chỉ còn cái gì mà bất biết cái tình. Chính lúc bà vậy, khi đã thầm thía nỗi cô đơn, cũng chính là lúc cần nhất có người bạn đời bên cạnh để cùng nhau chắc chiêu những ngày còn lại, để an ủi mọi buồn vui. Như tôi bây giờ vậy. Cảm ơn má. Từ hả con? Thím gọi cho chú ba mày mà sao thấy ổng không bắt máy. Mày con chạy ù qua nhà thím coi thử chú ba làm sao. Coi giùm thím cái. Con mới ở nhà chú ba về nè. Chú ba bị bệnh, con nấu cháo cho chú rồi. Mà chú dặn con á là đừng có nói cho thím với thằng Sơn biết. Ốm nhất. Ôm đầu ốm tôi vẫn y vậy mà. Tôi đã nói rồi à, bà cứ chở nó lo cho cháu đi. Về đây chi vậy? Về đây chi vậy? Nhìn mặt ông kìa, lọ nghẹ không kìa. Dạ vợ chồng con kiếm có người làm rồi, cho nên bữa nay con trả má về cho ba đó. Mấy nay bà đi rồi, bà thấy thoải mái, tự do hẳn ra. Bà về rồi cái bà cằn nhằn, bà càm ràm là nhức xương rồi nha. Nhớ nghe, nhớ mới nói gì nghe. Ba, không có ai cằn nhằn với càm ràm, vậy mới khổ đó ba. Bởi định mệnh nên đường rây xe lửa, song song nhau và chẳng thể tách rời. Như anh và em từ bao giờ chọn lựa, cận kề nhau, đi cạn kiệt cuộc đời. Đọc thơ hay quá hen. Đây. Mấy cái bữa bà đi rồi á, nằm nhà buồn không biết làm gì, cái tôi lấy báo ra tôi đọc. Gặp cái bài thơ đó nó hay quá, cái đọc tới đọc lui cái thuộc luôn. Lên trển á, không có lá bưởi gọi đầu, cho nên nó khó chịu gì đâu. Thì bây giờ đổi bộ,
Mà hẹp chi, lúc mà tôi ngửi tóc bà đó, cái tôi thấy cái mùi nó lạ lạ. Vợ chồng là nghĩa trăm năm. Vì lẽ bên nhau lâu dài như vậy, nên không tránh khỏi những lúc giận hờn, trách móc nhau. Nhưng cuối đời vẫn còn cạnh nhau để cùng nhìn lại những đắng cay ngọt bùi, cùng tận hưởng hạnh phúc tuổi già là điều không có gì quý hơn. Bữa nay bà làm thịt kho ngon bằng mẹ con làm rồi nè. Ngon á thì ăn nhiều vô để mà ốm nhôm nhất rồi đó. Dạ mà nhớ chừa cho ba con nghe. Ba con thích ăn cá mà. Ba nhớ mẹ, ba mới thích. Năm nay con trai tôi 6 tuổi, vợ tôi mất gần 1 năm sau cơn bạo bệnh. Với tôi không gì đau buồn hơn, tôi lao vào công việc như một cách tìm quên, và đó cũng là cách tôi kiếm thêm tiền để lo cho bé Dũng đầy đủ về vật chất cũng như sự bù đắp mất mát tinh thần của con. Suốt ngày tôi đi làm từ sớm tới tận khuya mới về. Thằng bé ở nhà với cô Hà, người cô bà con xa, cũng là người giúp tôi coi sóc nhà cửa, chăm sóc bé Dũng từ sau khi vợ tôi mất. Dạ dạ, anh đợi tôi chút xíu, tôi kiểm tra số liệu lại liền. Dạ dạ. Dạ, ok. Ấy. Dạ dạ. Giờ tôi gọi lại sau nha. Dốc. Dòng tay lại. Ba đã dặn con bao nhiêu lần rồi mà sao con đụng vào bàn làm việc của ba hả? Đem ly sữa trong đó để trong đó đó cho nó đổ hết tùm lum lần sau. Dạ đâu có đâu ba, mẹ hay pha sữa cho ba uống, con pha sữa cho ba rồi ngồi con lấy cái khăn con quấn lại chứ con đâu có phá bàn làm việc của ba. Con đi làm đi cô Hà. Sao con ăn sáng, cô chuẩn bị cho con rồi. Dạ thôi được rồi cô, hôm nay công ty có việc gấp nên con phải vào sớm. Mà cô Hà nè, mấy bữa nay cô có để ý Dũng nó làm sao không? Tại mấy bữa trước con có hơi mạnh tay với nó một chút. À, nó có kể cho cô nghe cái chuyện đó rồi. Thiệt tình là lúc đó con nóng nảy quá, cho nên là không có cảm nhận được con mình nó muốn gì. Bé Dũng á, nó biết là con nhớ mẹ nó, nên nó mới cố tình á, nó làm những cái chuyện mà mẹ nó hay thường làm lúc trước á, để cho mà cha con á, cảm nhận được là ở nhà này vẫn còn cái sự hiện diện của mẹ nó.
con cũng ráng về nhà ăn cơm với con, chứ để thấy nó ngồi nó ăn cơm mình tội nghiệp nó lắm con. Các bà vui ghê á. Vui thì ăn nhiều vô. Ba nói như bà lúc nào cũng ăn nhiều. Ăn nhiều để cho mau lớn chứ. Con ăn đi. Dạ. Đây là cái món mà mẹ hay nấu cho con ăn đó. Dạ. Lâu lâu á là hai cha con mới được ăn cơm chung với nhau. Ráng ăn nhiều nhiều nha con. Dạ. Sao? Hôm nay bé Dũng đi học có ngoan không? Dạ ngoan, con hứa mẹ mở tối mà. Ngày nào đi làm về, tôi cũng thấy bé Dũng được cô Hà lo cho tươm tất, được ăn no, học hành rồi ngủ, nên tôi rất yên tâm. Tôi cứ nghĩ bé Dũng là trẻ con, nó đã dần nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ, mà không biết rằng bé Dũng đã giấu nỗi đau này vào trong. Alo, tôi nghe. Dạ, có phải số của phụ huynh của em Lê Đình Dũng không ạ? À? Dạ phải, có gì không chị? Tôi là cô giáo chủ nhiệm của em Dũng. Đang này tôi thấy em Dũng không có đến lớp, không biết có chuyện gì xảy ra với em không ạ? À? Dũng! Con làm gì đây? Tại sao con xuống học? Hả? Sao con trả lại? Hả? Con có tin là mà đánh đúng không? Hả? Lỡ mà sao con chứ này? Mày mốt á, có trốn học nữa nghe chưa? Con đi làm đi cô hả? Ờ, con mới làm bé Dũng phải không? Chứ cô nghĩ coi, nó đi học mà trốn học ngồi ngoài công viên á, con kiếm nó cả buổi trời luôn. Cái gì con cũng phải tìm hiểu một chút. Nó nói với cô á, là ở nhà trường á, tổ chức văn nghệ, mà mẹ với con là phải diễn chung với nhau. Mà nó thì không có mẹ nên nó không có được diễn. Vì vậy á, mà nó nhớ mẹ nó buồn. Nó mới đi lang thang vậy đó. Sao cái chuyện diễn văn nghệ này con không nghe nó nói gì hết vậy? Sao nó dám nói với con? Mỗi tối nó thấy con lấy hình mẹ nó ra nhìn, nó sợ nó nói chuyện mà diễn văn nghệ mà cái tiết mục mẹ với con thì con sẽ buồn. Thì ra thằng bé vẫn chưa hề nguôi ngoai chuyện mất mẹ. Nó luôn giấu nỗi buồn, rồi thỉnh thoảng lại bùng phát những hành động khiến cho tôi lo lắng. Sau lần đó Dũng ngoan ngoãn hơn, vui vẻ hơn. Tôi cũng dành thời gian cho nó nhiều hơn. Alo, tôi nghe. Bưu điện của chúng tôi đang nhận một số lá thư. Người gửi tên là ông Thái, nhớ số điện thoại này và địa chỉ này. Dạ, xin lỗi chị có nhầm gì không? Chứ tôi đâu có gửi thơ gì đâu. Thơ gửi cho người có tên là Ngọc Anh, nhưng không có địa chỉ người này và cũng không có dán tem luôn. Ngọc Ánh là tên của vợ tôi. Mấy cái thơ này là của con viết hết luôn hả?
con gửi cho mẹ. Sao con gửi nhiều một lúc như vậy? Con biết lâu rồi, nên giờ mới gửi một lượt. Tại trước kia con không biết đường ra bưu điện. Mẹ con đang trên trời á. Mày mốt có viết thơ cho mẹ thì con đốt đi, mẹ mới nhận được biết chứ. Bây giờ con đốt nha. Để ngày mai đi, hai cha con mình ra vườn đốt. Lúc đó khói bay lên trời, mẹ sẽ nhận được thơ của con. Dạ. Thôi, bây giờ con ngủ đi. Dạ. Nằm xuống đi con. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Hôm nay ở trường có văn nghệ, mẹ cùng con biểu diễn. Con không có mẹ nên không được tham gia. Buồn quá đi. Con đi tìm mẹ ở mấy chỗ mẹ hay dẫn con tới. Thế là ba chạy kiếm con khắp nơi. Gặp con, bà la con quá trời. Nhưng con không nói thiệt tại sao. Con bỏ học vì sợ ba buồn, nhớ mẹ giống con. Mà ngày nào con cũng thấy ba ngắm ảnh mẹ rất lâu. Mẹ ơi, con sắp quên giọng của mẹ rồi. Bà ngoại nói nếu ôm hình của mẹ đi ngủ sẽ mơ thấy mẹ. Tối nào con cũng làm vậy, mà sao con không gặp được mẹ? Bà Hà nói bé ngoan nghe lời ba, thế nào nằm mơ cũng gặp mẹ. Con rất ngoan, sao lâu rồi con chưa được mơ thấy mẹ vậy? Trên trời cao, làm sao mẹ biết con với ba nhớ mẹ hả mẹ? Mẹ nhận được thơ, nhớ về thăm ba với con nghe mẹ. Với trẻ nhỏ, ba mẹ là tất cả. Mất mẹ là mất cả bầu trời. Những lời ngây thơ của con trai đã thức tỉnh trái tim con. Tôi biết tôi phải làm gì để bù đắp quặn trong con tâm hồn non nớt nhưng đầy tình yêu thương của con mình. Mình qua bờ sông đi con. Dạ. Bà cổng con ha. Dạ. Rồi, lên. Bây giờ con muốn viết gì gửi cho mẹ nè, thì con viết đi. Chút nữa hai cha con mình dắp thuyền để gửi cho mẹ ha. Cho tới hôm nay, mỗi lần nhớ tới nội dung lá thơ của Dũng gửi mẹ, tôi vẫn khóc. Bức thơ đã lấy biết bao nước mắt của tôi. Cũng nhờ nó, tôi gần gũi thân thiết với con trai hơn. Khoảng cách tự cô lập mình của hai cha con không còn nữa. Tôi chỉ mong sao mình đủ sức khỏe để làm việc, để lo cho con đến ngày trưởng thành. Mẹ sẽ làm được thơ con gửi không ba? Mẹ sẽ đọc được tất cả những gì con nghĩ trong đầu hết kìa. Vì mẹ lúc nào cũng thương cha con mình mà. Ba tôi nằm viện được vài ngày thì phòng nhận thêm một bệnh nhân nữa. Đó là một bác trạc tuổi với ba tôi.
được đưa vào trong trạng thái ngủ mê. Không chỉ một cha một con như tôi với ba. Nhìn họ, người chăm, người chờ ngoài phòng bệnh, tôi thấy thương ba, chỉ có mình tôi là con. Chị nói nè, bây giờ hai đứa tính sao thì tính, sắp xếp sao chia ca ra để lo cho ba. Chứ chị không có thời gian để ba chăm sóc ổng đâu. Bà nói như có mình bà đi làm vậy. Tôi nói trước nha, tôi tùm lum công chuyện lu bu lắm á, không rảnh đâu mà chăm ba. Đứa nào á mà không chăm sóc được á thì kêu vợ tôi bay vô chăm sóc. Bà nói gì kỳ vậy? Vợ tôi nó là con gái, ba đàn ông mà biểu vô chăm sóc rồi sao chăm sóc được, bất tiện lắm. Tôi thấy anh hai nói đúng á. Ba ông ơi, vô bệnh viện có mấy ngày mà tôi thấy ai cũng tị nạnh hết, nói thiệt luôn á. Vậy thì mày bao hết luôn đi nha. Ủa, bữa giờ ai trong bệnh viện với ba? Nè, tôi, có một mình tôi ở trong này với ba thôi. Đúng rồi, hổm rồi chú ba nó đây chăm ba đó, thấy cũng quen tay quen chân rồi, quen việc luôn rồi. Ê, hay là chú ở đây chăm ba luôn đi. Mà từ bữa tới giờ á là tôi ở trong này với ba rồi, nên từ đây tôi hết trách nhiệm. Chị với mọi người cứ sắp xếp nhau đi. Ok, giờ tôi về. Cái thằng này, tôi không có chịu đựng được một bệnh viện đâu. Hai cái thằng trời đánh này. Bố uống nước nha ba. Nhưng mọi việc không như cái nhìn đầu tiên mà tôi thấy. Những đứa con của ông bác chỉ vào với ông ngày đầu, rồi bắt đầu so đo, tính toán, xem ai phải ở cận bên để chăm sóc ông. Anh kia, chai nước hết rồi kìa, ra kia y tá cho thay đi, nếu không tay của bác bị chảy máu bây giờ. Rồi, đợi chút xíu. Giết nó trời. Vậy mà cũng thua được. Nuôi bệnh mà không có tâm gì hết. Con coi giúp gì được cho họ thì giúp đi nha con. Con biết rồi ba. Để dặn coi chừng mà không nghe, chăm bệnh gì kỳ vậy. Nhớ cam nha. Alo nghe nè. Hồi nãy đang thay nước biển cho ông già, sao nghe máy được? Rước con giùm tôi cái. Bà đi đâu bà không rước cho tôi rước nữa? Tôi đi từ thiện cho nhà kịp. Bây giờ tôi đang chăm ông già rồi, tôi bỏ đi rồi ai chăm? Nằm đó, chứ chạy đâu được đâu mà lo. Đi liền đi. Alo. Alo. Chị Gái ơi. Chị Gái, tôi nhờ chị Gái một xíu nha. Chuyện gì? Con tôi tan học ra mà giờ không ai rước á, tôi phải chạy qua trường tôi đón nó. Giờ nhờ chị Gái chăm giùm ông già cái, tôi chạy về tôi đón con, tôi đưa về nhà chạy vô nha. Nếu mà cỡ 15-20 phút thì để tôi canh bác cho. Dạ, vậy chị coi giúp tôi nha. Cảm ơn chị ha. Con cái cả đàn cả đống mà tình cảnh như vậy khổ thật. Bác cần gì hả bác?
Con tôi đâu? Dạ, ảnh đi ra ngoài rồi. Bác cần gì cứ nói với con nha. Tôi xót bụng quá. Để con pha sữa cho bác uống nha. Cảm ơn cô. Bác cần gì bác cứ nói với con nha. Con tôi sao đi lâu vậy? Dạ, chắc anh ấy cũng sắp về rồi bác. Thế là cả đêm hôm đó, cho tới tận trưa hôm sau, ông bác nằm chỉ một mình, không người nhà chăm sóc, vì người con rể không quay lại. Tôi bất đắc dĩ lo liệu mọi chuyện cho bác. Ba tôi thì luôn miệng tội nghiệp nói, con đèn cháo đóng mà nằm chỉ mình ên. Còn nhắc tôi lo được cái gì thì phụ. Tôi hiểu ý ông rồi xót lắm. Vì sao đây là bậc sinh thần mà người này nó đùng đẩy bổn phận, sự hiếu nghĩa của mình cho người khác vậy? Mắc mới gì mà kêu tụi tôi vô đây sớm làm chi vậy? Thì vô đây lo cho ổng chứ sao. Tôi thấy tình hình ông già vậy á là ổng còn nằm viện ngày dài chứ không phải giỡn đâu. Tình hình mà như vậy á thì hai đứa bay coi á, thuê người hay là làm như thế nào tao không biết. Bà đi qua hỏi cái chị bên kia kìa, coi biết ai mà nuôi bệnh chuyên nghiệp không. Đó mình muốn người ta thuê mình nuôi cho ba, chứ nó khơi khơi vậy biết ai đâu mà thuê. Cái con nhà quê đó đó hả? Ai á qua hỏi thì hỏi, tôi không có hỏi. Bà lạ ghê, ai mà cũng nói nhà quê nữa trơn. Bà để vẫn ngộ gì đó. Bây giờ bà không đi thì để tôi đi, được chưa? Đi đi. Nhiều quá. Dạ chị ơi. Dạ, chị làm ơn chị cho tôi hỏi thăm ở đây, chị biết ai nuôi bệnh không chị? Cái gì? Nuôi ông bác hả? Dạ, dạ đúng rồi. Trời đất ơi, tôi thấy nhà quá trời con cái luôn, sao phải mướn người? Làm vậy á, tội nghiệp ông bác lắm. Nè, cô kia, giới thiệu được thì giới thiệu, không giới thiệu được thì thôi, nhiều chuyện quá. Bệnh viện bà la ông sùm quá. Mày á, mày đi hỏi coi y tá hay là điều dưỡng á, coi có ai chăm sóc được không, mày hỏi đi. Bà ngộ quá, cái gì cũng sai tụi tôi hết vậy, sao bà không đi? Cái thằng này, mày. Có ngày ra lệnh không? Thôi, để tôi coi ông bác cho. Dù gì á, cũng nằm chung phòng với ba của tôi. Dạ, được vậy thì cảm ơn chị nhiều lắm. Tôi thấy ông bác á, tôi thương. Cứ hễ mở mắt ra là trông ngóng con rồi hỏi thăm mà. Tôi sẽ chăm giúp. Nhưng mà mấy người á cũng phải coi vô thăm ông cụ thường xuyên, chứ bỏ luôn á là không có được nha. Trời đất ơi, đâu có ai mà bỏ luôn đâu chị. Vậy đó, coi như mình tôi gánh hai ông già. Ơn trời là ba tôi ngày một khỏe. Ông tự uống sữa, ăn cháo một mình được. Nhờ vậy mà tôi có nhiều thời gian chăm sóc cho bác Sáu hơn. Không có đứa con nào bận. Bọn họ bận lắm ba. Bận rộn cỡ nào cũng phải vô chăm sóc cha mình chứ. Đủ bất hiếu. Bà nói nhỏ nhỏ thôi, bác Sáu nghe lại buồn nữa. Đôi khi con cái quên cái đạo hiếu thảo của mình. À,
con muốn giúp họ thì mới giúp đàng hoàng cho con. Con nhớ rồi ba. Bác có thấy khó chịu ở chỗ nào không bác? Bác có đau ở chỗ nào không? Để con xoa bóp cho bác nha. Bác đau lắm. Bác đau ở trong tim lận. Từ hôm tôi hứa chăm sóc bác Sáu, con cái dâu rể ông vắng mặt dài dài. Họ chỉ thỉnh thoảng lượn qua như làn gió nhẹ để mua thêm sữa, đóng tiền thuốc men viện phí cho ông. Tiếc thay, tôi chăm ông cũng không được bao lâu thì ông mất. Đám ma của bà là phải làm cho rình rang lên, cho to lên để xứng tầm với con cháu. Ý bà giống như ý của tôi luôn á. Mà tôi nói trước nha, tôi không có tiền bạc gì đâu. Có làm thì hai anh chị ứng tiền túi ra trước đi. Sao mày bạc cái gì? Thằng này tệ thiệt á. Thôi chị với em á, ứng tiền ra trước để lo cho ba đã. Kìa, còn không đi theo người ta, trả tiền chăm sóc ba bữa vợ. Cảm ơn em trong thời gian qua đã chăm sóc ông già của tụi chị. Chị có ít tiền gửi cho em, coi như là tiền công chăm sóc ông già. Tôi chăm bác Sáu là vì thương xót cho ổng. Con cháu đầy đàn mà chẳng có ai đoán ngoài gì tới. Tôi làm là vì tình thương, chứ tôi đâu có làm cái nghề này mà lấy tiền của mấy anh chị. Em ơi, tới tận bây giờ mắt tôi vẫn cay xè khi nhớ tới bác Sáu và những người con. Bác ra đi với trái tim đau như bác đã nói với tôi. Nỗi đau đó chắc vẫn sẽ theo bác sang bên kia cuộc đời. Mẹ bỏ đi khi tôi vừa mới 2 tuổi. Mình ba làm lụng vất vả nuôi tôi khôn lớn. Ra trường, tôi chọn công việc gần nhà để còn tiện chăm sóc cho ba. Thôi, con không có đói. Con ở đây, lỡ ba có chuyện gì, con còn lo cho ba nữa chứ. Mà ba, ba bệnh vậy, con không có tâm trạng làm cô dâu nữa, ba. Hay là con giờ đám cưới nha ba? Đâu có được. Cưới sinh là ngày trọng đại, đâu phải là con muốn dời là dời được đâu. Thì đợi khi nào ba khỏe lại, con làm đám cưới sau cũng được mà. Cái bệnh ung thư của ba mà chờ khỏe lại thì biết chừng nào. Ba không sao đâu. Bác sĩ nói cái bệnh của ba mới giai đoạn đầu thôi, hoàn toàn có thể chữa được. Nhưng mà con nè, đến ngày lành tháng tốt là phải làm đám cưới. Như vậy vợ chồng mới hạnh phúc, mới sống đời ở kiếp được.
Bà bệnh nằm đây chưa biết sức khỏe ra sao. Tôi lòng dạ nào mà đi lấy chồng được, để bà một mình với căn bệnh này. Càng thương bà bao nhiêu, tôi càng giận mẹ bấy nhiêu. Ba uống miếng nước đi ba. Ba thấy trong người sao rồi, khỏe hơn chưa ba? Ba không sao đâu. Sao giờ này còn ngồi đây, chưa đi làm? Con xin nghỉ phép 3 ngày lận, mai con mới đi làm, ba yên tâm. À, bà con nấu cháo con để trong nhà đó, xíu ba nhớ ăn rồi uống thuốc nha, giờ con đi chợ á. Bà tới đây làm gì? Mẹ. Bà đừng có kêu như vậy. Không có một người mẹ nào mà bỏ con 20 năm như bà hết trơn á. Con không được đối chuyện với mẹ con như vậy. Anh đã về đây rồi. Bà uống nước đi. Bà khỏe không? Bà không nhớ chuyện 6 năm trước hay sao mà còn về đây làm gì? Kìa, Vân. Con ở đây làm chi vậy? Hả? Sao con tự ý qua đây? Có chuyện gì con nói lẹ lên, con đi về đi con. Ba bệnh nặng, con hết tiền rồi. Con qua xin tiền mẹ để mua thuốc cho ba. Nhưng mà bây giờ mẹ đâu có tiền ở đây đâu. Mai mốt đừng có hở chút mà con chạy qua tìm mẹ vậy nghe chưa? Nè thôi con đi về đi con, đi về đi. Thôi, mẹ bỏ con cũng được. Chứ ba bệnh nặng như vậy, mẹ bỏ ba, mẹ cũng chịu được hả? À, sao giờ này chưa có cơm ăn? À, em vô liền. Nè, có nhiều đây nè, con đi mua thuốc đi nha, về đi con. À vậy? Người ta lỡ đường thôi anh. Chị không có tiền, ba bệnh nhưng vẫn phải đi làm, lao lực đến mức bị cả bệnh phổi luôn đó. Thôi bà con. Mỗi khi nhìn ba, tôi không thể không oán trách bà được. Tôi không thể tha thứ cho những gì mà bà đã làm với cha con tôi. Kìa Nhân, con không được nói chuyện với mẹ con như vậy. Dù trước đây mẹ con có ra sao đi nữa, mẹ con vẫn là mẹ của con. Không có mẹ làm sao có con. Thôi mà ông. Đạo lầm rồi. Ba dạy con để ở đâu rồi mà bây giờ con nói chuyện với mẹ con như vậy? Ba, sao giờ ba lại trách con? Ông, bà trách con đó. Bây giờ nè, mẹ con đã về đây. Chính ba nè muốn mẹ con ở lại căn nhà này như trước đây mẹ con đã từng ở. Cái quan trọng là mẹ con muốn sống kế cạnh con. Con không thể vì mẹ, vì ba mà chấp nhận mẹ con hay sao? Nhưng bà ấy có coi ba là chồng, có coi con là con không chứ? Trời ơi! Khi nhìn thấy mẹ, bao nhiêu buồn khổ mẹ mang lại cho ba con tôi lại ùa về. Dù mẹ về với lý do gì, tôi cũng không thể chấp nhận tha thứ cho bà. Nhưng ba thì khác. Tôi không hiểu vì sao ba không hề trách mẹ dù chỉ một lời. Ba ra đây làm gì? Sao không ở trỏng đi? Bà ra đây là để bà nói cho con biết một chuyện. Con không muốn nghe đâu. Mẹ con á có nỗi khổ riêng. Bà ấy luôn thấy con thương ba nên không muốn ba nói cho con biết chuyện.
Nhưng tại vì ba thấy con luôn hờn trách mẹ con, nên buộc lòng ba phải nói. Ba với mẹ con không phải là vợ chồng. Còn con á, không phải là con ruột của ba. Không phải là con ruột của ba. Ngày đó mẹ con lỡ lạc, bị người yêu phụ bạc, sợ ông bà ngoại mang điều tiếng, nên mẹ con tìm tới cái chết. Ba gặp mẹ con lúc bà ấy trong tận cùng của sự tuyệt vọng. Thương hoàn cảnh của mẹ, ba đưa bà ấy về nhà để dưỡng sức sinh con. Ê, cô ơi, đừng làm bậy nha. Mẹ với ba hoàn toàn không có chuyện tình cảm. Rồi bà ấy tìm được người thương mình. Nhưng gia đình ta bề thế, làm sao chấp nhận mẹ con lỡ lạ có một đứa con riêng. Và ba là người vượt đòi nỗi đau khổ dằn vặt của mẹ khi để lại con cho ba. Mẹ con đã đau khổ nhiều rồi, nhưng điều quan trọng là lúc nào mẹ con cũng thương con hết á. Ba khi nào cũng nói tốt cho bà ấy hết trơn. Đó là sự thật. Mẹ con ở bên ấy, nhưng lúc nào cũng dành dụm, gửi tiền để nuôi con á. Ba để dành sau này còn lấy chồng để làm của hồi môn cho con. Đến khi ba bệnh, ba cũng không dám đụng tới số tiền này. Đây nè, tiền của mẹ con gửi cho con đó. Trong đây còn có những lời bà ấy hỏi thăm hai cha con mình. Không có gia đình nào mà trọn vẹn cả, nhưng gia đình vẫn là gia đình. Gia đình là nơi tình yêu hiện hữu. Tha thứ cho mẹ con nha. Mẹ con á, không còn sống được bao lâu nữa đâu. Hãy ở bên cạnh mẹ con vào những ngày cuối đời này. Căn bệnh gan của mẹ con đang vào giai đoạn cuối. Nguyện vọng cuối cùng của bà ấy là được con tha thứ. Yêu thương người sinh ra mình khó như vậy sao con? Lời ba như thức tỉnh tôi. Bà đã đón mẹ về trong khi mẹ đau khổ. Bà cho mẹ con tôi một mái nhà, ngay cả khi mẹ tôi rời đi, để có hạnh phúc mới, ông vẫn vui lòng. Và giờ đây, khi mẹ mang bệnh tật ngặt nghèo, người chồng sau của mẹ cũng quay lưng, nên bà quyết định rời bỏ căn nhà đó để trở về với ba con tôi. Bà vẫn rất bao dung, mở rộng vòng tay với mẹ. Trái tim ba thật rộng lớn biết bao. Còn tôi, chỉ vì sự ích kỷ mà không thể tha thứ cho mẹ ruột của mình. Người cũng đã chịu nhiều đau khổ. Bà đã dạy cho tôi một bài học rất lớn về tình yêu thương. Mẹ đã mất sai lầm rồi. Có nuôi sinh con ra mà lại tiếp tục mất sai lầm nữa. Mà bây giờ con tha thứ cho mẹ. Con để cho mẹ ở cạnh con những ngày cuối cùng vậy. Mẹ cũng mãn nguyện lắm rồi. Mẹ đừng có nói vậy. Mẹ phải sống chứ. Sau những lúc con trách mẹ thì mẹ khỏe mạnh. Đến bây giờ con tha thứ cho mẹ rồi thì mẹ lại bệnh như vậy. Mẹ có để dành cho con một sắp dài.
để con mang áo dài cưới. Trong đó có cái hộp nhớ Trang á. Con cố gắng sống cho hạnh phúc nghe con. Không. Mẹ. Mẹ ơi. Con cố gắng lo cho ba con. Suốt cuộc đời này mẹ nợ không nhiều lắm rồi. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Trời ơi. Những ngày cuối đời mẹ con hạnh phúc lắm, chỉ tiếc là không được chứng kiến cái ngày mà con mặc áo cưới. Con sẽ sống thật hạnh phúc vì ba đã dạy cho con một bài học rất lớn về tình yêu thương và sự tha thứ. Ba là người ba vĩ đại nhất mà con từng biết. Nhờ tấm lòng bao dung của ba, tôi mở lòng tha thứ cho mẹ. Để từ đây, ba người chúng tôi được nhận lấy sự thanh thản cho riêng mình.